Hôm nay Phố Nhạc sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái mẫu vang số hàng bãi Đó là cái mẫu vang Gutin KT510 Thì cái dòng vang này nó chỉ có nội địa của Gutin thôi Chứ hiện tại thì cái dòng này chưa có hàng mới trên thị trường Đây là cái mặt trước của nó, thì tất cả những nút nó đều có đèn anh em Còn đây là bên trong vỏ mạch Thì cái chất của cái Gutin thì anh em chắc là đã biết rồi Cái linh kiện của Gutin thì nó quá xịn đi thì từ văn cơ cho tới văn số thì chất lượng linh kiện nó đều giống nhau. Đó, cái bo những cái bo văn số này anh em thấy không? Và nó vẫn xài hai tăng phô giống như là con Gutin 510. À giống như Gutin KM5FX nó và nó có cái chip xử lý của nó là dùng chip xử lý device analog của Mỹ. Đó, anh em thấy không? Linh kiện của nó là nhìn là gần như là mát mắt luôn đó. Thì một cái văn số mà Vừa chất lượng về ruột gan về chất âm tuyệt vời thì có lẽ đây là một cái dòng mà anh em rất đáng để thử. Anh, anh em thấy nó ghi trong mạch KT 510 routine audio đây. Đó. Từng con linh kiện, từng con điện trở anh em nhìn thấy cái độ nét của nó. các cái chân ca nông của nó cũng đều mạ vàng nha anh em tụ chất lượng cao nó bo nào cũng khắc lên hết dsp 510, một không audio các cái cáp kết nối thì có cá keo để dán thấy chân cái chân mạ vàng đẹp không sau bao nhiêu thời gian nó vẫn bóng như vậy thì cái dòng vang này á bên mình có đầy đủ phần mềm và khi anh em mà ở xa mua thì mình có thể setup sẵn anh em về chỉ việc bật lên và sử dụng trong quá trình sử dụng thì có điều gì mà chưa biết á, thì anh em có thể gọi để mình hướng dẫn nha đó đây là mặt sau của nó anh em thấy không rất av sau thời gian dài sử dụng mà vẫn còn bóng như vậy đầy đủ các công kết nối hết quá đẹp luôn đúng không anh em thì nếu mà anh em quan tâm tới cái dòng này á, thì anh em có thể gọi mình số điện thoại 090 246 3342 Còn về phần mềm thì anh em có thể vào website Phố nhạc.vn lấy nha. Cái dòng vang này được thiết kế design in Germany nha anh em. Vẫn sử dụng nguồn điện 200 đến cho 204 Kết nối máy tính bằng cáp USB thì anh em mua mình sẽ tặng kèm cáp. Cáp kết nối máy tính. Và đây là những cái nút của nó nè, khi mình gắm điện anh em thấy không? Sáng rất là đẹp. Thì cái hàng bên phải là nút xanh, hàng bên trái thì nút hơi cam cam chỉnh tay được, chỉnh bằng phần mềm được với linh kiện cực kỳ xịn sò của Putin và một chất âm rất là ok thì cái dòng này những anh em nào mà thích chơi thích những con vang và linh kiện chất lượng thì anh em hãy lựa chọn dòng vang này Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Phố Nhạc để theo dõi nhiều clip thú vị khác của chúng tôi các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh của phố nhạc và đừng quên nhấn chia sẻ nếu các bạn thấy các video của chúng tôi hữu ích xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại